Rồi, xin chào các bạn nhé. Đây, kênh tiếng Việt vừa về một em tủ lạnh. Em tủ lạnh mặt cảm ứng này. Em này là của hãng Mitsubishi các bạn nhé. Quay cho các bạn xem. Hình thức tương đối đẹp. Mặt cảm ứng nhé, em này là mặt cảm ứng này. Đó. Con này là khiển cảm ứng hết. Hãng Mitsubishi. Trăm lít 550 lít thì con này mình cũng chưa vệ sinh đâu, mình cũng chưa lau đâu. Mình sẽ lau qua con này, nó rất đẹp rồi, mình chỉ cần vệ sinh sơ sơ một tí. Thế này mình cũng chưa vệ sinh của nó đâu, trên thực tế là mình chưa vệ sinh đâu. Mua về là nguyên bản như thế này. Cái thử đó nó đẹp, răng rất là đẹp, mặt cảm ứng thử rồi, đá rơi rồi, có khói mình hút rồi. Em này để nhà rất sang trọng nhá, đẹp, bởi vì mặt nó cảm ứng nhá, mặt nó màu trắng trắng ngà thì rất là đẹp. Con này mình bán 15 triệu nhá, 15 triệu là bao vận chuyển nhá, có đổi nguồn đầy đủ nhá các bạn. 15 triệu bảo hành các bạn và anh như 15 đi cho nó máu. Bạn nào không lấy bảo hành thì bớt 1 triệu nhé, bảo hành 3 tháng bớt 1 triệu thì rất là dễ, bán rẻ và nhanh. Con này để ở nhà thì đẹp rồi, không nghĩ rồi. Quá đẹp luôn, sang trọng, 550 lít, khổng lồ, siêu to, khổng lồ luôn. Hàng Mitsui rất là lành, nói chung hàng Mitsui rất là lành, ít hỏng vặt. Rồi, bạn nhu cầu liên hệ số điện thoại 0934 337 337 nhé. Mình bán tủ này mình bán quanh Bắc Linh nhé, Bắc Linh, Bắc Giang này nhé. Bán xa mình cũng không 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 không, không, không bán xa quá, vận chuyển ngại lắm, quanh thành phố Bắc Linh nó ra. Rồi, xin chào các bạn.